Chào tất cả các anh, nay em giới thiệu con đồng hồ VDES 8 gồng 8 búa gồng thép nha. Tình trạng các anh thấy trên hình đây, thùng là rất là lành lặn, không có bị sứt mẻ gì hết, còn rất là đẹp. Kính zin, hai cái kính này kính zin hết, chỉ có vận chuyển về là bị chạy cho ghi chút xíu thôi. Anh gọi mặt không, quay mặt không, quay mặt không, không lành lặn hết. Máy hoạt động ổn định, máy này em nhập từ Pháp về chứ không phải là mua ở đây đâu, cái này là em nhập nguyên chiếc từ Pháp về luôn đó. Chìa khóa gì của nó luôn, tình trạng rất là đẹp. Nó điểm trên nhạc là 15 phút điểm lần. Điểm khá là thanh nha. Các chi tiết em ngoài kỹ các chi tiết đó. Đây, nó là gồng thép 8 gồng 8 bố. Bộ gồng còn rất là mới nha, không có bị rỉ sét nha mấy anh. Điểm 3 tiếng. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì em để trong phần mô tả nha. Mấy anh mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Tổng thể rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Nói chung cái thùng này rất là đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết. Nó bị chảy chút xíu đây, đo vận chuyển về nó bị. Ngoài ra không bị gì hết. Rồi, em kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt các anh. Hẹn gặp lại các anh vào những video sau. Bye bye.